and soon it won't be long. Keep on keep running. Ui, bọn cũng tí chết kìa. Ok, hết chung qua, mình là Linh đây. Ôi, clip này thì mình sẽ đưa anh em đến một khí hoàng tộc. Mà hoàng tộc thì không phải là bình thường đâu, mà là vương của những dòng Ska. Đây, em có thể cái tên nó Ska King. Nghe nó gắt rồi. Rồi, mình cũng không biết là trong bản cập nhật này có không, có cái khẩu đấy chưa. Nhưng mà mình thấy ở trong kho đồ thì mình cũng chế tạo vậy. Và phải nói là nó bắn rất là khỏe các bạn. Nhưng mà nó không có cận chiến, chỉ có bắn đây thôi. Và xem xong hết. Ôi nó thấm đây. Sao nó cũng chết nhỉ. Ô một nhảy chém vào đầu nữa rồi. Thôi ôi, mùa xuân lại về với Linh rồi. Chơi nhanh. Ui sợ có thể ra két của mình. Rồi 37 viên à, 37 viên. Một viên thế này nó chỉ có 36 viên thôi anh ạ. 36 viên đạn. Cái này là nó chỉ là một VIP đơn VIP bình thường thôi. Không biết nó có phải ad VIP không, nhưng mà nó ở chắc là ad VIP, nhưng mà nó không được nhiều khả năng lắm. Một là nó chẳng có cận chiến nên là em đi săn giòn nó hơi bị sida, chẳng cái lúc nào phải lôi kè cái dao hở ra là chém rồi. Tiếc thật, một khẩu súng rất là đẹp, rất là hy vọng là có cái khả năng cận chiến của nó, nhưng mà nó lại không có, rất là đáng buồn. Vì vua này là hơi bị gọi là yếu sinh lý một chút đây, anh em thông cảm. Nhưng mà cơ bản được, bắn rất là ngon. Em nghe tiếng súng em. Ơ! À, trượt kìa! Này thì trượt! Mình chạy nó đi! Quả đấy chém trượt không? Chém trúng nó mình không bị mất huyết thanh đâu. Mấy em đừng quên cho mình cảm nhận về em Ska King này. Đẹp! Mình nói thật là đẹp! Qua đây, cứ bố ma qua đây. À, nó đuổi cho thằng kia rồi. Giết! Ui, xây sướng lắm. Dòng Ska này, cái ưu điểm của nó là cái khả năng sát thương của nó khá là cao. Nó không phải là cao nhất, nhưng mà bắn một cái độ ổn định anh em rất là dễ bắn. Và sát thương tập trung thôi. Rất là ok, nhưng mà cái tốc độ xả đạn nó rất chậm lắm. Thế để là cái xả đạn cực kỳ chậm so với những dòng khác. Lắm này, giờ sẩy chân một cái thôi là nó cười vào mặt mình ngay, anh ngu đâu. Tao bóng ma bị xả đứa thôi, trận này căng này. 8 kill rồi, mình cố lắm làm quả holy shit anh em ơi. Má à, lại đồ to. 9 kill, ui holy shit đây chứ đâu. Mình cố, mình đang cố gắng giết nó cái con đầu nhỏ nữa để cho nó 10 kill. Mẹ cha. Tao chết cứt rồi. Bực kìa. Trời ơi. Ô thôi may, hết trận này. Lên được top 3 rồi. Mà rất là sướng, thật sự là giọng đẹp. Nhìn khẩu này mình lại nhớ đến một cái khẩu mà trong truy kích nâng cấp. Nó cũng là Ska nhưng mà nó có khả năng cận chiến cơ. Nó cận chiến bằng báng mà nhìn nó đập nhìn hay lắm. Lúc đầu mình cũng tưởng là nó sẽ lấy theo ý tưởng của khẩu đấy cơ. Nhưng mà ai dè nó lại chỉ được cái đẹp thôi, đừng chỉ được cái mã thôi. Đúng là đồ vàng mã nhỉ. Úi giời, trời đụ. Trẻ đê, mày cứ ham hố con. Thông đít mày bây giờ. Úi kìa, nhanh thế. Thế là clip này mình cố gắng test súng thôi. Nhưng mà được cận chiến thì mình được thôi nhé. Chứ hiện tại là những cái dòng súng mà anh em phải cận chiến bằng dao như này thì nó khó lắm. Rất là khó ké cho nó. Không thế đâu. Còn đấy anh em 90% là toàn cái thằng nó cầm súng có khả năng cận chiến rồi. Đẹp quá, nhìn nó có hiệu ứng ánh sáng, nó chạy quanh khẩu súng chính chất nhỉ, thích đấy. Đấy mình chỉ mong là sau này những cái FPS nào cũng thế, nó có khả năng nó có ký gọi là ánh sáng chạy ở đèn led ấy. Nhìn rất là đẹp và thích mắt luôn. Thuyền đầu to bị ăn gần chiến rồi chứ, kinh thế. Các bạn đánh từ từ mình anh với. Chết. Đấy, chết.
chết chưa? Cái tội hắn. Cầm khẩu này nhìn trông đẹp trai thật, nhưng mà mình muốn đi cận chiến cơ. Khó quá. Ui, thấy chưa? Mình còn chưa kịp bắn đâu nhá. Ủa đấy, đoán được cận chiến rồi kìa. Ghê vậy. Mấy bạn nhả mình đi. Trời ơi, mấy khi được test súng súng xịn. Súng hit. À, cái tội ngu. Ba thằng nó đuổi dưới. Đáng lý ra là có một thằng phải chặn đường mình đấy. Thì là mình chết chắc rồi. Cái tội tham. Mẹ, này thì bóng ma rồi, đắp một kiểu. Khiếp. Ok. Còn quại với hai con bóng ma mà cũng mất hơn nửa cái máu. Ok. À, ok. Đây. Mày ra qua đây, bốn kiểu. Thôi chạy em ạ. Rồi con chú kiến nó làm nháy đấy. Nó tát thương, tát yêu một cái thôi là đụng chết rồi cái gì nữa. Một đoạn cứ rồi. Thôi ơi, nhảy trượt. Đây, một khẩu súng thật là đẹp, cực kỳ đẹp. Nếu em mà săn zom thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có cận chiến thì nó không được ưu tiên lắm. Còn anh em chơi C4 hay các thứ thì cầm cái này rất là đẹp, nó rất là hợp. Vừa dễ bắn xong rồi đẹp chứ. kinh cận chiến đấy. Giờ nếu mày cho mình một điều ước thì rất là mong là truy kích sẽ nó khượng làm ra một cái chế độ đó chính là săn zom chú quỷ như thế này thôi. Mẹ thật mình. Nhưng mà anh em sẽ không được cầm súng có khả năng cận chiến nữa, chỉ được cầm súng bắn thường như thế này, xong rồi cầm dao đi cận chiến thôi. Và nó rất là vui, mà zom nó cũng kiểu là nó khó, nó không bị dễ chết như bây giờ nữa. Bây giờ zom này nó chết dễ như không, dễ như mỡ rồi. Kiểu cứ cầm đến cho cái thứ vào nó đập bừa cũng chết đi. Nên là mình nghĩ đến một cái chế độ mình nghĩ là nên có. Nó hay mà. Kiểu đấy anh em đi săn zom nó sẽ vui hơn. Cứ kiểu căn một phải căn thần nó nháy này, xong rồi cầm dao khủng một chút đi cận chiến thì nó thích hơn. Chứ cầm súng khỏe xong rồi cận chiến khỏe luôn. Nó dễ quá, nó easy quá. Bây giờ đấm ra là mấy em chơi zom này nó hơi nản. Đấy, bây giờ có mỗi con zom luôn, zom tuyệt chủng luôn kìa. Mình còn chưa kịp làm gì luôn cơ. Sợ thật. Ôi chết kìa, khỏe đấy. Ôi, có mỗi con đây. Cho nó đoàn tụ với các bạn này. Mày mà la liếm được một con này, sợ thế. Chúng nó đoàn mày mặt kinh quá. Dao đẹp nhỉ. Đấy, cái dao mà mình hôm trước bảo. À đúng rồi, cái dao mà cũng kiểu laser này, nó không phải là dao găm laser là chính là cái mình đang cầm bây giờ này. Còn cái hôm trước đó là cái hỏa kiếm. Quên mất. Ui, đồng thế. Ui giời ơi, đã định giúp thằng bạn ở trong mấy con dao nó vây mà mình lại bị phóng luôn. Ôi kìa. Ôi, cào 2 phát rồi. 3 phát nó mới chết à. Con này bị điên à. 600 máu. Ôi, bom nổ khỏe nhỉ. Ôi, có bom này thì cái sát thương của nó không quan trọng là từ gần, nổ gần hay nổ xa em ạ. Cứ gọi là chúng sát thương là trong cái phạm vi của bom này anh em dính chọn sát thương luôn. Đây là cái điểm mà cực kỳ mạnh của một cái quả bom. Mà hiếm quả bom nào có. Bởi vì thường thường là những cái quả bom mà anh em đáp tập hơn nó đứng hơi xa là sẽ mất ít máu, nhưng quả bom này thì không. Xa ai gần thì biết là chúng là sẽ mất nguyên máu luôn. Cực kỳ khỏe. Khỏe với điểm đấy. Vào đấy. Dụ kèo. Này thì dụ, mình biết mà. Con đấy nó sẽ rất là khôn, nên mình sẽ chém chuột trái. Nó có hai hit nhanh. Tức là trượt phát đầu thì có phát thứ hai. Easy. EQ 69. Nó phải đứng như thế chứ anh. Ui, giật mình. À. Ui, không được. Nó có vòng bảo vệ xong nó đứng chặn đường mình.
Ây à. Cũng được mấy trận chiến rồi anh em ạ, được rồi. Thế là vui rồi. Ok kìa. Ôi nó cố cái S của mình, mẹ thằng gó này. Cha nó rút rút chùa, nó không tha. Một thằng. Ôi chú quỷ này. Ok. Ôi. Chá. Mẹ thật. Mẹ thật, để mình xem cái thằng trong chùa nó sống được gì. Ôi chú quỷ. Chú quỷ không biết bắn đi à? Rồi chú bị gà rồi này. Thằng này có một sao chứ, một sao mà sao mà chú quỷ ngu thế. Rồi ạ, ok mình lên là top 2 rồi. Thằng top 1 nó chơi sớm hơn, mình chơi vào muộn mà. Thôi thế được. Như vậy là anh em thấy nó đủ thấy cái sức mạnh của vị vua đít thuộc này rồi. Rồi em đừng quên nhấn like của mình. Đấy. Ôi sao anh em lười theo dõi fanpage của mình nhỉ? Anh em không muốn mình livestream mà mình một 2000 theo dõi gì đó thì mình livestream cho anh em. Cho anh em sờ chip thoải mái luôn mà. Anh em chả thằng đã. Chả ông nào ông yên là chịu live với cả theo dõi fanpage của mình kìa. Bực thích nhỉ. Cảm giác là hơi buồn đấy. Mày quá đủ. Cái dao găm này phải đứng thật gần mới chém được. Nó thứ đấy. Thề cận chiến thì hơi lười thì thôi nhưng mà bắn không thích. Đầu to ra đây. À. Để xem nó có me mình không. À, ghê gớm đấy, double kill. Bây giờ mình cứ ăn nó ra, thằng top nó làm do mà. Giờ mình cứ bắn đầu to khi mình lên top đấy anh em ạ. Ăn đầu to là nhiều điểm vãi luôn đấy. Ui, ba con đầu to rồi. Ui, bắn thích nhờ. Qua đây. Biết thừa cái trò nó rồi. Nó dụ mình vào anh em, ôi ôi. Sống đến giờ phút này mình nó có quá là cáo mấy cái vấn đề mà trôn với cả lửa. Tỉnh lắm. Mình toàn ăn đồ to đấy em, được nhiều điểm vậy. Sao mặt ai thật. Ôi mình được ca 2 điểm rồi này. Làm chú kìm mất rồi. À, đâu đấy. Chạy. À, mình mấy sao đây. Ngon, mình nhiều sao nhá bạn, thằng top. Tao qua đây thằng top. Mày chán sống. Trời ơi, mình phải 3 sao mất, một chém mà chết được một bóng ba kìa. Mày, một chém một con. À, ui. Ui, đâu thế. Mày. Ôi. Ui, đâu. Đau quá. Thôi chị ơi, thêm chị ơi. Mẹ con chó quỷ. À ui, một bắn nữa là chết. Chạy. Nhanh lên. Ui xấu ơi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, anh em đừng quên like và theo dõi fanpage của mình nhé. Cảm ơn anh em, chúc mọi người vẻ. Bắt đầu top 2 thôi.